Thôi, thôi. Nấu, nấu. Wow. Đây cũng nhau. Quá lẹ. Chào mừng tất cả anh em đến tới thông quanh lóc kênh giải trí. Nè, trên đây là ngóc luôn nè. Đi mà từ từ, ơ từ từ nữa. Đó. Ừ, ngóc luôn cô. Đi mà từ từ, lùa đây. Nè, lùa đây nè. Đi nè. Wow. Ngóc lên, lùa tôi. Wow. Xin chào cả nhà. Đây, anh em mình đi bắt cá cặn nha. Đây, cá rất là nhiều luôn. Tính mô và tôi nhau á. Ngọc luôn cô luôn. Đưa nó. Đấy. Wow. Này cá quá nhiều luôn đó nha. Nhưng mà nếu nó chặt nhé. Đi nặng nữa thôi. Đọc về. Đây cái nhà cá quá trời luôn. Ồ. Ừ, cá nhiều lắm cô. Rồi. Ồ. Đây cái nhà mới hai rổ thôi là như đây rồi đó. Quá trời cá luôn. Nè bên đây nhóc nè. Tức mình khổ. Ừ để đó đi, để đó đi. Tuổi đây nè. Wow. Có được không? Mất. Đó. Đây cái nhà, như đây nè. Quá đã rồi. Ơ, đúng rồi, quay chung sang. Rồi đó luôn đi, trên đó đó. Đó được rồi, ừ. Một đoạn đoạn thôi. Đổ đi, đổ đi. Ủa trên gỡ trên nhóc luôn cô ơi. Ủa, quá trời luôn rồi. Nè trên đây là nhóc luôn nè. Đi mà từ từ từ, ơ từ từ nữa. Đó. Ủa nhóc luôn cô.
Đi từ từ lúa đây. Nè lúa đây nè. Wow, ngắt lại lúa tâm. Quá trời luôn cái nhậu. Để cái nhà mình dùng từ từ nha. Đó nó dùng, nó dùng. Ừ, quá bẩn kìa. Mình bẩn quá đã luôn cái nhậu. Mới dọc cái môi. Quá đã luôn cái nhậu. Để đây nè. Lùa tới đó quá. Ừ. Đây cái nhà, mình lùa tới đây quá nha. Chỗ này mới nhiều nè. Nó đây cái nhau quá lẹ tiếp tục đó một chút đây một rổ là đủ một nồi luôn nha cả nhà. Quá khủng rồi. Đây quá khủng luôn cả nhà nè. Cá mắc cạn. Rất là nhiều luôn cả nhà. Đây, khoảng như đây nữa nè. Đây nãy giờ thì anh em mình cũng vớt cá xong nha, bây giờ rửa lại nha cả nhà. Hiện tại thì trời cũng mưa luôn cả nhà. Gì được rồi cô ơi, đón em lên á, quá đã luôn. Ừ, cá rất là nhiều luôn nha cả nhà. À, đúng rồi không đó rồi em hỏi. Ô khỏi, đừng đổ vô gỗ ở đổ gì được rồi. Rồi. Đây, thu hoạch cho cái nhà mình cùng xem nha. Đây, được như đây nè. Cỡ 2 kg ha, 2-3 kg luôn. Rất là nhiều cá luôn ở miền Tây mình nha. Cá này là cá mắc cạn nha mọi người. Cá này mình kho khô ăn cũng ngon lắm. Bây giờ mình chiên giòn. Rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tài liệu nha. Rồi chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui vẻ và đừng quên cho mình xin một lượt theo dõi luôn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.